Kính chào quý khách. Hôm nay mình xin giới thiệu sản phẩm máy làm mát Nakagawa NFC-452 giúp làm mát hiệu quả trong không gian diện tích lớn. Sản phẩm được thiết kế với tông màu đen trắng, sang trọng, tinh tế, có điều khiển từ xa, tiện lợi. Thân máy bằng nhựa ABS cao cấp, máy có khả năng làm lạnh nhanh, lưu lượng gió 4.500 m³/giờ cùng chế độ đảo gió 4 chiều làm mát tức thời. Động cơ siêu bền 100% bằng đồng nguyên chất giúp tăng tuổi thọ của máy. Máy có khả năng tạo ion on có lợi cho sức khỏe con người. Dung tích bình chứa lớn 45 lít làm mát từ 8 đến 12 giờ. Có 4 bánh xe dễ dàng di chuyển. Sản phẩm được bày bán tại siêu thị điện máy HC Hải Dương. Kính mời quý khách hàng đến tham quan và mua sắm.